Trở lại chương trình của tờ LV News, và ông Trump đã chính thức tuyên thệ việc cử tri của nước Mỹ chúng ta. Khi mà thật sự ông thắng, ông Joe Biden đang sẽ hủy bỏ các quy tắc ủng hộ người chuyển giới của Biden vào ngày đầu tiên trong chính quyền của ông. Đây là sự kiện rất lùm xùm của mấy ngày hôm nay, khi mà thật sự chính quyền của Biden đã đi over cái mục đích của họ, là để bảo vệ cái sự tự do nếu họ tuyên bố. Nhưng mà thật sự họ đang cố gắng để áp đặt cái quyền hạn của liên bang ra một số cái tiểu bang, đặc biệt là những thành trì của đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống đã tuyên bố sẽ đảo ngược việc mở rộng cái biện pháp bảo vệ tiêu đề chính của cái chính quyền Biden đối với sinh viên chuyển giới vào ngày đầu tiên trong cái chính quyền của ông, nếu trắng cử vào tháng 11. Ông Joe Biden đã đề ra một lối, một cái đường lối ủng hộ chuyển giới trong cái chính quyền của mình, thúc đẩy nhiều cái chính sách khác nhau nhằm để thúc đẩy cái tư tưởng chuyển giới và các biện pháp để bảo vệ đặc biệt dành cho cá nhân hoặc xác định là giới tính khác khi khai sinh của họ. Trong một cái động thái gây ra tranh cãi rộng rãi và hàng loạt cái vụ kiện, Bộ Giáo dục DOE đã mở rộng cái tiêu đề chính đã tồn tại hàng chục năm để cấm phân biệt giới tính trong trường học, đến nay bao gồm cả xu hướng giới tính và bản dị giới. Có nghĩa là trong tương lai trường học phải có một cái nhà vệ sinh riêng dành cho người chuyển giới hay là người chuyển dạng giới. Và chúng ta cũng đừng bao giờ ngạc nhiên khi nhìn phía ngoài là một cô gái nhưng phía dưới vẫn còn cái cây đi vào trong cái nhà vệ sinh nữ, và vẫn còn cái tính dục của nam giới mặc dù khuôn mặt đã đổi là nữ giới. Những cái thay đổi không dừng lại ở việc cấm các trường học, cấm các vận động viên nam được xác định là nữ thi đấu với nữ, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 sắp tới đây. Ứng cử viên Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ Donald J. Trump, người trước đó đã tham gia vào cuộc tranh luận về người chuyển giới bằng cách cam kết sẽ trừng phạt các bác sĩ cung cấp các dịch vụ chăm sóc được gọi là khẳng định giới tính cho trẻ em. Quý vị nên nhớ rằng là ông Trump nói là cho trẻ em nha. Trẻ em. Hôm thứ Sáu đã hứa hủy bỏ cái thay đổi tiêu đề chính của chính quyền Biden. Chúng ta sẽ kết thúc nó vào ngày đầu tiên. Tổng thống Trump nói trong lần xuất hiện của ngày 10 tháng 5 trong một chương trình phát thanh nói chuyện bảo trụ tại Philadelphia. Ông Trump nói rằng là đừng quên, việc đó được thực hiện theo lệnh của ông Biden, và điều đó được đưa ra như một lệnh hành pháp. Mà nếu mà thật sự lệnh hành pháp thì chúng tôi có thể thay đổi đó vào ngày đầu tiên. Lệnh hành pháp có nghĩa rằng là cái sắc lệnh hành pháp của tổng thống có thể thay đổi bằng một tổng thống tiếp theo. Còn nếu mà dự luật này được thông qua với Hạ viện, Thượng viện, đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Nói chung, mỗi cái chính quyền đã thực hiện một cách tiếp cận khác nhau trong việc thực thi các quy định của tiêu đề chính mà các cơ sở giáo dục phải tuân thủ để nhận tài trợ của liên bang. Sắc lệnh của hành pháp của ông Joe Biden được ký vào ngày 8 tháng 3 của 2021, chính thức giao cái nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục thay đổi cái tiêu đề chính theo cách bao gồm các biện pháp bảo vệ cái môi trường giáo dục, không có sự phân biệt đối xử với xu hướng tính dục và bản dị giới. Những thay đổi này trao cho nam giới được xác định là quyền, nữ quyền, sử dụng phòng vệ sinh và phòng thay đồ nữ, cũng như tham gia tổ chức dành cho nữ. Đồng thời cũng hiểu là quấy rối bao gồm việc sử dụng các đại từ phù hợp với giới tính sinh học của một người thay vì bản sắc giới đã chọn của một người. Cái động thái của chính quyền Biden làm dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội của phe bảo thủ, với hàng chục bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo được khiếu kiện cái chính quyền và khuyên các trường học bỏ qua các điều khoản chuyển giới trong cái quy định mới. Trong lần xuất hiện trong chương trình trò chuyện, Tổng thống Trump nói rằng những người bảo thủ lo ngại về tác động của những thay đổi trong tiêu đề số 9 đối với không gian, sự an toàn và quyền riêng tư của phụ nữ cần phải lo lắng. Như tôi nói đó, thì phụ nữ có thể đi tắm chung với một người chuyển giới vẫn còn mang sắc thái của nam giới.
Nó sẽ được ký vào ngày đầu tiên. Ông nói về một lệnh điều hành được hủy bỏ. Cái điều khoản người chuyển giới trong triều đài thứ 9, nó sẽ bị chấm dứt. Cái chương trình nghị sự chuyển giới tập trung của đảng Dân Chủ nó đẩy xa cái nước Mỹ chúng ta như thế nào? Cái chủ nghĩa chuyển giới đã trở thành một vấn đề nổi bật trong bối cảnh chính trị xã hội của Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Với những người cánh tả của xướng ủng hộ luật chăm sóc khẳng định giới tính, mà trong một số trường hợp ngăn cản cha mẹ có tiếng nói trong quyết định chuyển giới của họ, phẫu thuật hoặc các thủ tục y tế rủi ro khác. Tức là quý vị sẽ không nằm trong cái quá trình được đồng thuận bởi chính quyền của Biden. Chính quyền của Biden sẽ dạy hư con cái của chúng ta và chúng ta không có quyền can thiệp khi tụi nó dưới 18 tuổi. Ngược lại, những người bảo thủ lại ủng hộ vì cái dự luật để trao cho cha mẹ nhiều cái quyền hơn để ngăn cản con cái họ thực hiện các thủ tục chuyển giới hoặc áp dụng các hình phạt đối với bác sĩ thực hiện chúng mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Theo dữ liệu của Movement Advanced Project tổng hợp, gần một nửa số bang của Mỹ đã thông qua luật cấm các thủ tục chuyển giới y tế đối với trẻ vị thành niên tức dưới 18 tuổi. Trong khi một số người ủng hộ các liệu pháp về phẫu thuật khẳng định cái giới tính, cho rằng chúng ta có thể giúp những người mắc chứng muộn giới tính, thì có rất ít bằng chứng cho điều này. Một cái bác sĩ nhi khoa quốc gia gần đây đã đưa ra một tuyên bố chính xác rằng các thủ tục chuyển giới giới tính như là thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì, hóc môn liên giới tính sẽ không mang lại cái lợi ích sức khỏe tâm thần nào cho thanh thiếu niên mắc cái bệnh chứng muộn phiền giới tính. Trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 2 của Đại học Nhi Khoa cho biết, không có nghiên cứu dài hạn nào chứng minh được lợi ích của nghiên cứu được đánh giá rủi ro liên quan đến biện pháp can thiệp y tế phẫu thuật và dành cho thanh thiếu niên mắc chứng phiền muộn giới tính. Cái nhóm đã chuẩn bị tuyên bố sau khi xem xét 60 cái nghiên cứu. Họ viết rằng là không có bằng chứng lâu dài nào cho thấy những lo ngại về sức khỏe tâm thần sẽ giảm bớt hoặc giảm bớt sau khi liệu pháp khẳng định giới tính. Họ nói nhiều cá nhân đã phải trải qua nó sau này hối hận về những can thiệp và điều chỉnh bản sắc giới tính của họ với cái giới tính thật của họ. Đúng luôn, tôi có đọc một số cái nghiên cứu đó, thì có vẻ như sau này họ sẽ hối hận là bởi vì họ cắt kiêu vân vân. Cái nhóm cho biết về những rủi ro các biện pháp can thiệp xã hội y tế như phẫu thuật, nhiều nước Âu Châu hiện đang thận trọng trong việc chống lại những biện pháp can thiệp này, đồng thời khuyến khích cái liệu pháp sức khỏe tâm thần. Một cái báo cáo của 2020 từ Phần Lan đã nêu lên cái mối lo ngại về khả năng sử dụng các loại thuốc chặn tuổi dậy thì làm thay đổi quá trình phát triển nhận dạng giới tính và có thể củng cố nhận dạng giới tính mà lẽ ra đã thay đổi trong thanh thiếu niên được điều trị. Một báo cáo tháng 5 của 2022 từ Cơ quan Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Florida cho biết rằng không có nghiên cứu nào so sánh kết quả giữa những người sử dụng thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì và những người không sử dụng thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì ở những người mắc chứng bệnh phù miền giới tính. Về cái nguyên tắc này, về thực tế vì thấy là chúng ta cần cái gì đây? Chúng ta cần là chúng ta cần cái sự counseling nhiều hơn. Counseling nhiều hơn, chứ không phải là chúng ta cần cái sự tác động đến mức độ mà tụi nó không hề cho người cha và người mẹ chúng ta có quyết định một quyết định lựa chọn nào hay không. Thì đó là cả một câu chuyện mà ông Trump đang muốn trao lại cái quyền cho cha mẹ, chứ không phải là cái quyền cho cái đấng đảng Dân Chủ mà thật sự tụi nó override chúng ta. Bây giờ sẵn cái bản tin ở đây, chúng ta sẽ trở lại một cái phần đọc báo chí trong cái chương trình của The Epoch Times. Cái số 204 ngày 10 đến ngày 16 tháng 5 của 2024. 15 cái tiểu bang đã đề cái đơn kiện phản đối chỉnh sửa quy định về giới tính trong đề mục của Acts. Là 15 cái tiểu bang đang đề cái đơn kiện. Thì trong cái đơn kiện này đó, nó có rất là nhiều tiểu bang bảo thủ. Thì những cái tiểu bang bảo thủ như là những tiểu bang Florida, Minnesota vân vân. Cuộc đối đầu giữa liên bang và tiểu bang. Chính phủ của Biden đã báo trước rằng lần thay đổi quy định này là toàn diện nhằm mang lại công bằng cho tất cả học sinh. Trong khi tuyên bố hồi tháng 4 thì Bộ trưởng Giáo dục
Nó nói rằng là trong 50 năm cái đề mục chính đã hứa hẹn mang lại cơ hội bình đẳng hơn. Nhưng mà có vẻ như chính phủ của Biden đã vượt qua cái thẩm quyền của mình và bóp méo hoàn toàn ý nghĩa mà quốc hội định ra. Đó là lời tuyên bố của Tổng chưởng lý Ken Paxton của tiểu bang Texas. Đúng luôn, nếu mà thật sự ông Biden mà muốn modify cái thay đổi chính này đó, bắt buộc ông Biden phải thông qua cái quốc hội để modify nó. Mà trong khi đó ông Biden không modify nó bằng cách thông báo hội bằng một sắc lệnh hành pháp và tuyên bố bây giờ cái định nghĩa này nó thêm hai cái nhân vật khác, giả sử như vậy, đó là sự biến đổi giới tính. Những luật yêu cầu học sinh, sinh viên sử dụng nhà vệ sinh tương đương với giới tính của họ được ban hành trên những tiểu bang của đảng Cộng Hòa: Alabama, Arkansas, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, North Dakota, Oklahoma, Tennessee. Cái luật mới về nhà vệ sinh của Utah có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Cái luật của Idaho đã bị một thẩm phán đang tạm dừng. Một số tiểu bang của đảng Cộng Hòa lãnh đạo đang yêu cầu các trường học phải thông báo cho các bậc cha mẹ nếu học sinh tự định mình là người chuyển giới. Một số tiểu bang đã cấm trường học buộc nhân viên sử dụng những đại từ nhân xưng mà học sinh chuyển giới ưa chuộng. Cái bản thay đổi luật liên bang này dường như cho phép thông báo cho các bậc cha mẹ nêu rõ là không có điều nào trong quy định sau cùng để ngăn trở bên nhận trợ cấp của liên bang tiết lộ thông tin v.v. Trong khi đó, những tiểu bang của đảng Cộng Hòa như Florida, Kentucky, Montana, North Dakota đã có những luật bảo vệ giáo viên và học sinh khỏi bị kỷ luật nếu không sử dụng các đại từ nhân xưng mà những người tự nhận là chuyển giới ưa chuộng. Trong khi đó, ngày 30 tháng 4, trong quá trình này, Kentucky, Ohio, Virginia, West Virginia, Tennessee, Indiana đã chính thức đâm cái đơn kiện lên chính quyền của Biden. Và đây là kiểu bang mới nhất đứng lên phản kháng. Họ nói rằng là Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ không có thẩm quyền cho nam sinh vào phòng thay đồ của nữ. Tổng chưởng lý Tennessee Jonathan tuyên bố. Ông nói trong nhiều thập niên qua kể từ được thông qua, cái đầu mục chính được hiểu là bảo vệ sự riêng tư, sự an toàn phụ nữ trong những không gian riêng tư như phòng thay đồ. Trước đó một ngày, ngày 29 tháng 4, Louisiana, Mississippi, Montana, Idaho cùng với Viện Nghiên cứu Chính sách Bảo vệ Tự do đã kiện chính phủ của liên bang và cáo buộc chính phủ lạm quyền. Cái vấn đề lạm quyền ở đây là ông modify cái luật mà không qua cái quốc hội nha quý vị. Dù kỳ được đệ trình lên tòa án địa hạt phía tây của Louisiana, các cáo buộc các bộ giáo dục của Biden đã áp dụng một cách bất hợp pháp lên hệ thống tư tưởng giới trẻ em của Hoa Kỳ. Vụ kiện được gọi là quy định là nỗ lực rõ ràng nhằm để ràng buộc các trường đại học chúng ta phải rèn giũa các con em, vân vân. Cái đơn kiện nêu rõ luật sau cùng là một sự sỉ nhục đối với phẩm hạnh của gia đình, ban giám hiệu trường học ở khắp nơi và còn lâu mới thật sự hợp pháp. Texas là tiểu bang đã thông qua phản đối cái vận động viên chuyển giới tham gia những môn thể thao nữ đang chính thức đệ cái đơn kiện chung với tổ chức America First Legal. Vụ kiện được bộ phận Amarillo của tòa án địa hạt liên bang địa hạt phía bắc của Texas xét xử. Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton cho rằng chính phủ của Biden không chỉ vi phạm pháp luật mà còn can thiệp vào chủ quyền của Texas. Ông Paxton nói trong một tuyên bố: chính phủ của Biden đã vượt quá thẩm quyền của mình và bóp méo hoàn toàn ý nghĩa mà quốc hội đã định ra cái luật này. Ông cho rằng những cái thay đổi này sẽ là cưỡng ép hệ tư tưởng giới tính phản của học đến trường học và cơ sở giáo dục. Trong khi đó, Alabama, Georgia, Florida và South Carolina cùng với Trung tâm Luật Phụ Nữ Độc Lập, nhóm các bậc cha mẹ bảo vệ giáo dục Speed First đề đơn kiện lên tòa án địa hạt của bắc Alabama. Đơn kiện nêu rõ vào thời điểm ban hành không ai nghi ngờ gì việc sử dụng giới tính trong luật này là ám chỉ giới tính sinh học. Thì đó là cả một câu chuyện mà vấn đề chuyển giới nó lùm xùm là như vậy. Trong khi đó thì có một cái vấn đề tiếp theo trong cái sự kiện này đó là sự thay đổi quy định một cách rất là quan liêu của chính quyền Biden. Chúng ta muốn nhấn mạnh là chúng ta nhấn mạnh cái cách làm của Biden là quan liêu. Và ông Trump sẽ bỏ về điều này. Mà trong khi ông Trump sẽ bỏ với cái agenda của ông. Tại sao là quan liêu nè quý vị? Cả bốn điều kiện này đều cho rằng lần này thay đổi quyết định của đạo luật thủ tục hành chính
Một đạo luật chi phối trong một cơ quan liên bang dựa vào để xây dựng và ban hành các quy định. Ông Butcher cho rằng, vấn đề này còn có thể gây bất lợi cho nhà nước hành chính nếu dự kiện được đưa lên tối cao pháp viện, xét đến cái phán quyết trước đó của pháp viện. Mặc dù tối cao pháp viện chưa thụ đến những dự kiện liên quan đến vận động viên chuyển giới, nhưng họ đã từng giải quyết một vấn đề liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan chính phủ. Tức là ông Biden không có thẩm quyền để thay đổi nó. Vào năm 2002, tối cao pháp viện đã đưa ra một phán quyết trong vụ West Virginia kiện Cục Bảo vệ Môi trường EPA, rằng là cơ quan này không đủ có thẩm quyền để áp đặt lên những quy định phát thải khí nhà kính đối với các nhà sản xuất điện. Trong cái vụ kiện này, EPA đã cố gắng áp dụng cái đạo luật không khí sạch để cáo buộc nhà máy điện chuyển thành nhà máy quang năng và phong năng. Ông Butcher cho biết rất nhiều người chú ý theo dõi diễn tiến pháp viện và tin rằng tòa án tối cao này sẽ sẵn sàng bác bỏ cái đạo luật thủ tục về hành chính. Ông Jonathan, một luật sư tổ chức của công dân bảo vệ tự do của Texas, nói với tờ báo The Epoch Times rằng chính phủ đang cố gắng lấn áp quyền lực của Quốc hội. Việc thay đổi quy định và định nghĩa về giới tính, rồi từ đó thay đổi cách hiểu luật mà Quốc hội đã thông qua sẽ tác động hầu hết đến tất cả mọi trẻ em người Mỹ. Tức là trường hợp này sẽ liên quan đến học thuyết các vấn đề trọng yếu, ông cho biết. Học thuyết các vấn đề trọng yếu là một nguyên tắc áp dụng trong các dự kiện hành chính của Hoa Kỳ. Theo đó, tòa án sẽ giả định rằng Quốc hội không được ủy thác các vấn đề mang tính chính trị, kinh tế quan trọng trong cơ quan hành pháp. Ông Hillian cho biết đây là vấn đề của phân lập quyền lực. Ông cho biết chính quyền của Biden đang cố gắng áp dụng những phán quyết của năm 2020 của tối cao pháp viện trong dự kiện Bostock kiện quận Clayton về đề mục số 9. Ý kiến trong liên quan đề mục số 7 trong cái đạo luật nhân quyền năm 1964. Nói chung lại, ông Trump sẽ bãi bỏ cái sự độc tài và độc quyền của chính quyền Biden trong cái vấn đề liên quan đến cái thay đổi chính. Và chúng tôi sẽ chờ đợi cái lá phiếu của quý vị để đính cái chính nghĩa về điều này. Trở lại chương trình của bản tin ngắn. Trên màn ảnh của chúng ta không đâu khác, đó là ngày hôm nay cái sự kiện. Ông Trump thì đi vận động tranh cử và nói chuyện trực tiếp người dân của tiểu bang New Jersey, còn ông Biden thì đi kiếm tiền từ cái đám tỷ phú tại một số cái tiểu bang như là California và Seattle của Washington. Cái đám tỷ phú rất khoái chính quyền của Biden là bởi vì nhận được subsidy, nhận được tài trợ từ tiền thuế của người dân. Phong cách tranh cử tương phản của ông Trump và Biden nổi bật lên một cái sự hoàn toàn. Một bên là đi kiếm tiền, còn bên còn lại đi vận động tranh cử. Câu chuyện về hai chiến dịch tranh cử, ông Biden và ông Trump đang thể hiện một phong cách rõ ràng. Khi ông Trump đang lo lắng cho người dân, còn Biden đang đi bờ đích cho đám tỷ phú. Ông Biden thì đang ở bờ Tây, gây quỹ tại Seattle khi giao lưu với những người ủng hộ cấp cao của ông tại California. Trong khi đó, ông Trump đang chuẩn bị cho cuộc meeting lớn tại Wildwood, New Jersey. Đã nêu bật sự khác biệt rõ ràng một tổng thống cho dân của Mỹ và một tổng thống cho tỷ phú. Sự kiện gây quỹ của Joe Biden tại bờ Tây đã đánh dấu sự hỗ trợ đáng kể từ những cơ sở nhà tài liệu, nhờ tài trợ giàu có tại trung lũng Silicon. Ông đã quyên góp được 30 triệu đô la tiền quyên góp, phục vụ cái nhu cầu lớn cho những công ty trong lĩnh vực công nghệ. Cái điểm này chúng ta cũng không ngạc nhiên đâu quý vị. Là bởi vì những công ty công nghệ này nhận được tài trợ bởi chính quyền của Biden bằng cái tiền thuế của quý vị đó chứ. Chiến dịch của ông tận dụng cái mối liên hệ chặt chẽ với những người có ảnh hưởng tới chủ nghĩa tự do, dân chủ cấp tiến, những người đóng góp nhiều tiền, những người được hưởng lợi trực tiếp từ khoản trợ cấp từ tiền thuế của người dân. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc Biden phụ thuộc vào sự kiện được sắp xếp cẩn thận và hạn chế khả năng tiếp cận cộng đồng nhỏ hơn là một khắc họa cho sự mong manh và đang là con rối của những tỷ phú. Họ đang trích dẫn cái xu hướng lóng ngóng trên bài phát biểu của Biden, những bằng chứng cho ông hoàn toàn không có tầm nhìn rõ ràng về những vấn đề ảnh hưởng đến người Mỹ ngày nay. Tầm nhìn rõ ràng cái gì đây? Có một bản tin mà tôi muốn đưa cho quý vị mà nghe nó chướng mắt chướng tai quá. Cái bản tin cho Biden tuyên bố rằng là cái nền kinh tế của Mỹ với thời của ông là tuyệt vời. Đây, để tôi đọc cái bản tin này cho quý vị thấy. Đây, Biden nói về kinh tế người Mỹ đang trong trạng thái rất tốt. Có tốt không?
Kinh tế Mỹ có tốt không? Cho tôi biết đi, thật sự có tốt không? Ông Joe Biden đã nói trong cái chương trình chủ trì của CNN trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi về thành tích kinh tế của chính phủ, rằng về mặt cá nhân người Mỹ đang trong tình trạng rất tốt và Hoa Kỳ nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Khi mà con mụ phóng viên nó hỏi rằng là ê ông Biden, ở lạm phát 30% thì như thế nào? Ông Biden trả lời là gì với ông? Ông nói rằng là bởi vì người Mỹ có nhiều tiền hơn để xài, thành ra tạo ra lạm phát 30%. Thì đó là những gì mà bị bầu đó, cái đám mà đầu bò nó bầu cho ông Biden. Ngược lại ứng cử viên Donald Trump, ứng cử viên đặt người Mỹ trên hết, tổ chức một cuộc meeting biểu tình đặc trưng của mình trên khắp đất nước, thu hút được sự chú ý cho những người ủng hộ ông bất chấp những thách thức pháp lý đang diễn ra. Tổng thống Trump đã nhấn mạnh sự nhanh nhẹn độc đáo của mình khi vận động tranh cử tại địa điểm độc đáo như là cửa hàng rượu, các công trường xây dựng tại New York. Sự hiện diện của ông được gây tiếng vang có các cử tri thuộc tầng lớp lao động và làm nổi bật cái nguồn gốc của ông trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của thành phố. Chúng ta thấy rất rõ ràng về điều này là sự khác biệt giữa Trump và ông Biden. Ông Biden đi kiếm tiền 6 cái event, chương trình Fox News là past 6 events, 6 events. Ông Biden đi fundraise 50% trong 6 cái event này và đi gây quỹ 50% còn lại. Trong khi đó ông Trump thì 83% đi rally để đi kiếm phiếu của người dân, chỉ có 16.7% là đi gây quỹ. Sự xuất hiện của ông Trump tại cửa hàng rượu như là liquor store v.v. rất là close. Chúng ta feeling được một vị tổng thống của người nghèo, một vị tổng thống của dân thường. Sự hiện diện của ông gây tiếng vang lớn cho cử tri tầng lớp lao động. Chiến dịch của ông Trump dựa trên danh tiếng của ông như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người có thể kết nối với những cử tri không hài lòng về chi phí gia tăng dưới thời của chính quyền Biden hiện tại. Ông Trump nhấn mạnh sự thịnh vượng kinh tế trong nhiệm kỳ của mình, đối chiếu nó với cuộc đấu tranh của Biden nhằm để kiểm soát cái lạm phát. Nhóm của Tổng thống Trump đã tận dụng những vấn đề như là tội phạm ở những thành phố lớn, tội phạm đặc biệt là Oakland. Thành phố Oakland bây giờ chẳng ai dám đến du lịch, cẩn thận. Quý vị lên Bắc San Francisco mà không bị đập kiến, không phải là Bắc San Francisco. Ông nhấn mạnh ý định đòi lại các trung tâm thành phố như là New York. Ông tập trung vào những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề bị bạo lực và bóc lột tình dục. Ông trực tiếp thách thức các đại diện cấp tiến như ASA cột tê vì họ đã không giải quyết những vấn đề này. Trong khi đó chiến dịch của Biden vẫn tập trung vào vấn đề môi trường, tập trung vấn đề cắt kiêu chuyển giới. Và đó là những gì sự trái ngược hoàn toàn giữa hai cuộc tranh cử. Trong cái đoạn video này thì người ta cũng bình luận về cái khả năng của bà Nikki Haley làm ứng cử viên phó. Trong khi đó ông Trump đã phản bác bài bình luận này. Trong những tin tức gần đây, cái báo cáo cho thấy ông Trump đang xem xét Nikki Haley, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc là người đồng tranh cử tiềm năng. Mặc dù chưa xác định nhưng những người trong cuộc tranh rằng có thể là một động thái chiến lược nhằm củng cố chiếc vé của đảng Cộng Hòa và các phe phái trong đảng. Tôi may quá khinh thường ông Trump. Ông Trump không có khùng đến cái mức độ mà chọn Nikki Haley đó quý vị. Sáng ngày hôm nay trên cái trang mạng của True Social, ông Trump viết rất rõ ràng về điều này. Ông nói là Nikki Haley không được xem xét là ứng cử viên phó. Và tôi chúc cô ta đầy may mắn. Donald J. Trump chấm hết. Vậy thôi, ông không khen, ông không nói, ông không gì cả. Để chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là tụi bay đang đưa những cái báo cáo thất thiệt với cái mục đích đe dọa ông Trump, phải không? Nói rằng nếu mà thật sự ông Trump mà không chọn bà Nikki Haley thì ông Trump khó có thể thắng được những đảng Cộng Hòa còn lại. Tôi giả sử như vậy. Như vậy câu chuyện này nó đang threatening ông Trump đó chứ đừng đùa hoài. Nhưng mà ông Trump tôi nghĩ ông cứng cường rất nhiều, ông thù hiểu về cái điều này. Nếu mà thật sự chọn bà Nikki Haley chẳng khác gì là giết chết sự nghiệp chính trị của Trump trong tương lai, tôi giả sử. By the way, nếu mà thật sự nói về ứng cử viên phó, tôi vẫn tiếp tục banking vào cái lời dự đoán của tôi, đó là ông Trump sẽ chọn ông Gray Abbott, thống đốc bang của tiểu bang Texas. Nó có nhiều cái lý do mà tôi nói như vậy. Thứ nhất là vấn đề về bảo vệ an ninh biên giới. Không ai mà tuyệt vời mà thật sự mà bảo vệ an ninh biên giới bằng ông Gray Abbott cả. Không ai tuyệt vời để thống trị cái năng lượng open và năng lượng độc lập của Mỹ nếu mà ông Gray Abbott là phó tổng thống của nước Mỹ. Thì đó là những gì tôi đang băn khoăn về điều này. By the way,
cái tin tức mà nó chọn Nikki Haley lưỡng cương viên phó đến từ cái đài dịch tả thổ tả Axios. Axios là cái nhánh được dịch ra từ báo Politico đó quý vị. Ok, đó là bản tin ngắn của The VLKT News và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin ngắn tiếp theo trong ngày trong cái chương trình của VLKT News. Chào tạm biệt. Trở lại chương trình của The VLKT News và trở lại một sự kiện rất là đặc biệt. Trong một cái đoạn video ngắn trong chương trình của Fox News và cái tầm nhìn của một cựu prosecutor đó là Brett Todman rất là đặc biệt. Những cái lời khai của bà Stormy Daniels đã giết chết cái vụ kiện của công tố viên chống lại Tổng thống Trump. Kinh hoàng về điều này. Khi Michael Cohen đang chuẩn bị sẽ là một nhân chứng cuối cùng trong cái tuần sau. Thì trong cái đoạn ngắn này đó quý vị, chúng ta thấy họ nói chuyện rất là đặc, họ nói chuyện rất là kỹ lưỡng về cái chi tiết. Cái chi tiết này gọi là mistrial, tức là cái dự án xử sai sau cái lời khai của bà Stormy Daniels. Cái dũng lầy pháp lý, cái phiên tòa xét xử của Tổng thống Trump tại New York tiếp tục giữa các cáo buộc và tranh tụng về thủ tục. Phiên tòa xét xử của Tổng thống Trump đang diễn ra ở New York, một cảnh tượng được đánh giá bởi nhân chứng đáng chú ý về sự phức tạp về mặt pháp lý. Dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ hai tuần sau, đó là Michael Cohen, người mà được cái ủy ban của Hạ viện giới thiệu cho Bộ Tư pháp để truy tố về tội nói dối trước Quốc hội. Cái văn phòng biện lý quận cho biết vụ việc có thể kết thúc vào tuần tới sau cái lời khai quan trọng từ nhân vật như là Stormy Daniels. Các cuộc tranh luận về lệnh bịt miệng gây đầy tranh cãi. Trong cái màn ảnh này thì chúng ta thấy ông bên tay phải đó là ông Brett Todman. Cựu công tố viên liên bang Brett Todman đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc về quá trình tố tụng. Lưu ý cái nỗ lực của nhóm pháp lý của Trump nhằm để tuyên bố một phiên tòa sai, xử sai sau cái lời khai của Stormy Daniels. Điều mà họ cho rằng là có tính định kiến quá mức. Tuy nhiên cái đề nghị này bị thẩm phán từ chối. Ông Todman đã gợi ý rằng cơ quan công tố vẫn chưa củng cố các cáo buộc xung quanh cái đơn kiện. Xung quanh những nỗ lực cáo buộc ông Trump nhằm gây ảnh hưởng không đúng đắn đến cuộc bầu cử cho 2016. Cái ông lập luận rằng tới ngày hôm nay, công tố viên vẫn chưa make được cái case chống lại Trump và cũng chẳng biết là ông Trump phạm tội gì. Cái vụ án có nhiều kịch tính với việc Stormy Daniels khẳng định cái động cơ của cô ta là tài chính. Trong cái phiên điều trần về nhân chứng Stormy Daniels, cái điều quan trọng nhất là gì? Là bà thừa nhận và sử dụng ông Trump và mối quan hệ với ông Trump và câu chuyện của ông Trump thật giả như thế nào, đó là đi kiếm tiền. Khẳng định động cơ cô ta là vấn đề tiền bạc, vô tình làm xíu câu chuyện âm mưu của công tố viên. Các nhà phân tích pháp lý suy đoán rằng cái tốc độ chậm và bản chất của bằng chứng được đưa ra giống như một phiên tòa trình diễn hơn là theo đuổi thật sự cái pháp lý thực chất. Trong cuộc thảo luận này thì hai người cũng đã chuyển sang các chiến thuật thủ tục tố tụng. Trong đó cựu công tố viên Todman chỉ trích khả năng sử dụng cái phán quyết trực tiếp, một phán quyết của tòa bác bỏ cái vụ việc trước khi đó đến tay bồi thẩm đoàn. Ông muốn tính rằng đa số đáng kể các thẩm phán có thể không được phép cái dự án tiến tới việc thảo luận của bồi thẩm đoàn dựa trên cái hướng lập luận hiện tại của bên công tố. Hơn nữa, sự tham gia của luật sư ngôi sao đó là Michael Cohen với tư cách là một nhân chứng được dự đoán sẽ làm tăng thêm khía cạnh sân khấu của phiên tòa. Ông sử dụng một từ sân khấu có nghĩa rằng là phiên tòa này mang tính chất là diễn hơn là đi tìm công lý. Mặc dù cái độ tin cậy và cái mức độ quan trọng của lời khai của Michael Cohen vẫn đang vất tiếp tục gây tranh cãi. Diễn biến của vụ án còn phức tạp hơn so với quyết định của thẩm phán, bao gồm các áp đặt lệnh bịt miệng. Điều này làm dấy lên một cuộc tranh luận về tính cần thiết và công bằng của lệnh bịt miệng. Cộng đồng pháp lý và công chúng đang theo dõi chặt chẽ những kết quả thủ tục tố tụng này có thể tác động lâu dài đến tiêu chuẩn pháp lý và trách nhiệm chính trị của Hoa Kỳ. Và cái phiên tòa sẽ tiếp tục tiếp diễn. Và có vẻ như cái lời khai của Michael Cohen trong tương lai sẽ tương tự giống một lời khai của Stormy Daniels, là một lời khai có lời cho ông Trump chứ không là có hại cho ông Trump. Và đó là bản tin
ngắn của chúng ta. Trong cái đoạn này thì ông Todd mình nghĩ rằng là 95% thẩm phán sẽ không cho phép lập luận bên công tố được chuyển tới bồi thẩm đoàn vì bằng chứng của họ dường như không đủ. Cái vấn đề nằm ở chỗ là Wilson có đáp bình thẩm phán này có đúng theo cái hành động của họ hay không. Nhưng mà tóm lại, cả một câu chuyện này cho chúng ta thấy cái phiên tòa truy tố rất là quái đản. Và đó là bản tin ngắn và trở lại bản tin tiếp theo. Xin chào và trở lại chương trình của The LV News, và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để đưa những bản tin tuyệt vời cho quý vị. Giờ mỗi 12 giờ trưa giờ của tiểu bang California, 7 giờ sáng tiểu bang California và 5 giờ chiều của tiểu bang California. Xin chân thành sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị trong cái chương trình của LV News cùng như một số cái bản tin, những bài bình luận, những bài phân tích. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt cái tựa đề đó là cơ quan liên bang có tạo ra những tài liệu mật để gài bẫy ông Trump hay không, hay là FBI đã tạo ra tài liệu mật để gài bẫy ông Trump. Tôi nghĩ câu trả lời này chắc quý vị cũng đang mường tượng trong đầu, làm gì có trong cái nước Mỹ của chúng ta khi thật sự ông Trump đang bị truy tố vì cho rằng là đi giấu giếm một số cái bằng chứng và chứng cứ, trong khi đó thì họ đang đã thay đổi bằng chứng như thế nào. Có vẻ những vụ kiện pháp lý mạnh mẽ nhất chống lại ông Trump dựa trên một loạt cái lời nói dối từ các cơ quan liên bang của tham nhũng. Vào ngày 7 tháng 5 trong tuần này, một thẩm phán của tiểu bang Florida đã bà Eileen Cannon đã hoãn cái phiên tòa xét xử tài liệu mật của Tổng thống Trump sau khi có công bố chấn động bùng nổ vào cuối chiều thứ sáu. Cái bằng chứng mới cho thấy thậm chí có khả năng là nhân viên của liên bang, chẳng hạn như FBI đã cài đặt những tài liệu mật để gài bẫy cho ông Trump. Đừng đặt câu hỏi chúng tôi lý do tại sao mà trong cuộc đột kích vào căn nhà Mar-a-Lago của ông Trump không có sự chứng kiến của luật sư, cũng chẳng có sự chứng kiến của người nhà của ông Trump. Chỉ có trời mới biết được rằng thật sự họ bỏ cái gì vào đó. Trên màn ảnh của chúng ta đó có tấm hình họ đã dàn dựng để đưa cho cái truyền thông. Và gần như cái sự kiện của Biden, những cái tài liệu mật thật sự nằm rải rác tại garage thì được che giấu cho đến khi cái vụ bùng nổ của Robert Hurt. Ngay cả khi những gì đã xảy ra không quá nghiêm trọng, mặc dù chính xác kịch bản đó đã được triển khai chống lại ông Trump nhiều lần, thì không chỉ vụ án có thể đưa ra cái tòa án mà còn một số luật sư liên bang đã mạo hiểm cái giấy phép của họ khi đã xử lý sai cái bằng chứng. Cái giấy phép đây có nghĩa là tác giả là giấy phép hành nghề đó. Khi mà quý vị xử lý sai cái bằng chứng, quý vị khấu chuyên để giả tạo cái bằng chứng, thì đương nhiên quý vị sẽ có khả năng bị mất cái giấy phép hành nghề. Thời gian trôi qua, cái vụ pháp lý ngày càng giống như sự che đậy của một nỗ lực của chính quyền Biden nhằm để bỏ tù của đối thủ chính trị hàng đầu của đảng Dân Chủ bằng cách gán cho ông ta những tội ác mà ông ta không hề làm. Cái điểm mấu chốt nằm ở đây, khi ông Trump tuyên bố tranh cử tháng 11 thì 4 cái vụ truy tố sau đó tiếp diễn. Đặc biệt nhất là cái vụ truy tố tại tiểu bang Georgia. Sau cái bản tin này tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Cái vụ truy tố này đúng trong cái giai đoạn mà cái vụ cháy rừng tại Hawaii, Maui bùng nổ và chính quyền của Biden gần như làm ngơ về điều này. Tới ngày hôm nay cái vụ cháy rừng đã bị chìm xuồng và không ai chịu trách nhiệm với chết hàng trăm trẻ em chết trong vụ cháy rừng đó. Cái vụ cháy rừng đã bùng nổ và lan tỏa về tin tức truyền thông, bị dập tắt ngay lập tức khi thật sự công tố viên Fanopoulos đã đưa ra cái bản truy tố ông Trump. Lúc đầu thì họ bồi thẩm đoàn chưa có bầu để truy tố ông Trump. Họ đã upload một cái bản đó lên trên trang web, sau đó họ take down xuống rồi bồi thẩm đoàn lại bỏ và truy tố ông Trump. Và sau đó follow cái trường đó là ông Trump xuất hiện tại tiểu bang Georgia, chụp cái tấm ảnh trong tù vân vân. Che đậy hoàn toàn cái câu chuyện của tiểu bang Hawaii.
Đó là một dấu hiệu khác cho thấy chính phủ liên bang đang sử dụng cái hệ thống Hoa Kỳ để phục vụ theo những đảng phái cực đoan thay vì công lý, đang phá hủy cái bình đẳng trước pháp luật. Câu hỏi lớn được đặt ra, có phải Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cài đặt những tài liệu dẫn đến cái vụ việc này không? Những tiết lộ gần đây của tòa án đã đưa ra hai cái dấu hiệu cho thấy các nhân viên của liên bang có thể đã cài đặt những tài liệu mật được sử dụng để lôi kéo ông Trump. Một số phụ tá vào cuộc điều tra quy mô lớn, một vụ can thiệp bầu cử ở tòa án. Đầu tiên là những bằng chứng bùng nổ được tiết lộ trong tuần này. Trong tháng 11, trong 11 tháng, cái văn phòng công tố đặc biệt đã che giấu rằng họ đã thất lạc một số. Chúng tôi không biết bao nhiêu hoặc là cái nào trong cùng tài liệu được cho là mật mà họ tuyên bố Trump đã sở hữu tội phạm tại căn nhà Mar-a-Lago của ông. By the way, căn nhà Mar-a-Lago của ông trị giá trên 18 triệu. Cái sự quái đản nữa là vì thấy đó, khi mà thẩm phán tại tiểu bang New York Engoron đã định giá căn nhà của ông Trump 18 triệu và cho rằng ông Trump khỏi phóng cái tài sản và đang phải phạt 454 triệu đô la và đang bảo chứng 175 triệu đô la có là một dự án dân sự tại tiểu bang New York. Kinh hoàng chưa? Trong một hồ sơ đưa ra vào chiều thứ Sáu. Như vậy cái hồ sơ này đó là cái hồ sơ gồm có 13 trang. Gồm có 13 trang và hồ sơ là District Court. Tại vì cái vụ kiện được mang tên là United States chống lại Trump. Và tôi sẽ bình luận cái hồ sơ này cho quý vị. Tôi sẽ summarize cái hồ sơ này cho quý vị để chúng ta nhìn lại cái hồ sơ nó cụ thể như thế nào. Ok, bây giờ tôi xíu nha. Cái hồ sơ này là cái hồ sơ mà phòng công tố viên đã cố gắng để giải thích và cho rằng là kéo dài vụ án là không hợp lý. Thì tôi cũng khá là ngạc nhiên về điều này. Khi thật sự họ vẫn đang tiếp tục lấp liếm, rồi sau đó thẩm phán của tòa án bà Kennan có vẻ như là không đồng thuận sự lấp liếm này. Trong một cái tài liệu phản hồi của chính phủ Hoa Kỳ để phản đối cái đề nghị gia hạn thời hạn tiết lộ trong tin mật của ông Nauta. Ông Nauta tức là tổng quản của Mar-a-Lago, đồng phạm trong vụ án hình sự liên quan đến ông Trump và Carlos. Tòa án ban đầu đặt cái thời hạn ngày 9 tháng 5 để Nauta và các bị cáo cung cấp thông tin, thông báo của chuyên gia theo mục 5A của đạo luật thủ tục thông tin mật SIPA. Ông Nauta yêu cầu gia hạn lập luận rằng vì chính phủ phát hiện không đầy đủ sẽ ngăn cản ông ta xác định cái bằng chứng mật và chuẩn bị cho lời khai của chuyên gia. Như vậy lập luận của chính quyền Biden chống lại việc gia hạn như thế nào? Chính quyền của Biden tuyên bố là chính phủ khẳng định họ đã cung cấp đầy đủ các hỗ trợ kỹ thuật, chỉ mục và tài liệu cho defense, tức là cho cái đối thủ. Nauta được thông báo từ nhiều tháng rằng những tài liệu được lấy từ hộp lưu trữ có đủ thông tin tiết lộ SIPA cần thiết. Chính phủ nêu cái chi tiết về cách xử lý những cái hộp giữ sau cuộc khám xét những tài liệu được lập chỉ mục và các trang giữ để thêm cái hộp để duy trì tính toàn vẹn của chúng. Thì đó là cách chính phủ nó trình bày như vậy. Nhưng mà thật sự trong cái hồ sơ đưa ra vào chiều thứ Sáu đó, thì cái văn phòng công tố viên đặc biệt đã tiết lộ rằng những đặc vụ liên bang đã lấy cái hộp từ nhà của Trump trong một cuộc đột kích chưa từng có của FBI. Họ đã lấy ra những gì họ nghĩ là tài liệu mật mà Tổng thống Trump được cho là không được tiếp cận. Họ nói rằng họ đã đánh dấu thứ tự ban đầu của những tài liệu này trong các hộp và những giấy tờ giữ chỗ được đánh dấu để kiểm kê. Rồi đây là vấn đề nha, đây là vấn đề mà họ đã chấp nhận về điều này, họ đánh dấu. Nhưng tuy nhiên, sau khi những chiếc hộp này được chuyển đến văn phòng hiện trường của FBI tại Washington DC để kiểm tra thêm, công tố viên đặc biệt cho biết họ đã phát hiện những chiếc hộp này không còn cái tình trạng như chúng bị tịch thu tại Mar-a-Lago. Như vậy trong cái quá trình di chuyển này có thể là họ bỏ thêm cái tài liệu mật vào để truy tố ông Trump. Khi cố gắng ghép các hộp lại với nhau thì văn phòng công tố viên đặc biệt cho biết trong nhiều trường hợp nhưng không phải tất cả, FBI có thể xác định tài liệu nào phân loại tương ứng với một chỗ với một tờ giữ chỗ cụ thể, họ nhấn mạnh thêm.
Hồ sơ cũng cho biết FBI nói chung đã chèn, vị nghe cho rõ nè, hồ sơ cho biết FBI nói chung đã chèn các giấy tờ, các tờ giấy viết tay, cho thấy những trường hợp ngoại lệ được sử dụng phần giữ chỗ để chỉ ra những vị trí làm ban đầu của tài liệu được cho là mật mà Trump bị cáo buộc là sở hữu hình sự. Trong phần chú trích cuối trang thì công tố viên đặc biệt viết rằng cái tình huống này không nhất quán là những gì mà cố vấn của chính phủ trước đây đã hiểu và trình bày trước tòa án. Nói cách khác là các công tố viên đặc biệt đã nói dối trước tòa án, nói dối trước công chúng và nhóm pháp lý của ông Trump trong suốt cái thời gian về những bằng chứng làm nền tảng cho một toàn bộ của vụ án. Tức là tất cả những cái bằng chứng này để truy tố ông Trump bây giờ chính thức là bằng chứng giả tạo, thay đổi, tampering bằng chứng. Nếu họ không luôn sử dụng cái phần giữ chỗ để đánh dấu những tài liệu đã được di chuyển, không biết một số phần giữ chỗ tương ứng với tài liệu nào, thì một số tài liệu có thể bị thiếu hoặc đưa thêm vào. Nếu không có bản kiểm kê đáng tin cậy có thể chứng minh được các phần hộp tài liệu bị tịch thu, làm sao ai có thể tin tưởng được những chiếc hộp đó thể hiện chính xác những gì mà ông Trump có? DOJ của Bộ Tư pháp Biden đã thừa nhận những chiếc hộp đã bị giả mạo và không còn ở tình trạng ban đầu. Về mặt thứ hai, có một sự thật được phát hiện là một cơ quan liên bang đã gửi hai cái pallet. Đây là cái điểm mấu chốt ở đây nè. Hai cái pallet là hai cái thùng đồ lớn. Úp, xin lỗi quý vị. Hai cái pallet là hai cái thùng đồ lớn đã gửi đến Mar-a-Lago trong cái khi mà Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ NARA đang thiết lập cái vụ án tài liệu. Tức là vấn đề này là hai cái thùng này là thùng gửi từ Tòa Bạch Ốc đến Mar-a-Lago, mà gửi đến cái gì trong đó vẫn không ai biết luôn. Không rõ ai đã truy cập vào những tài liệu này trong quá trình đóng gói, lưu trữ tạm thời ở Virginia và quá cảnh để đến nhà của ông Trump. Hai cái pallet này đã quá cảnh từ Virginia rồi đến nhà của Trump. Như vậy trên thực tế, trong cái vấn đề quá cảnh đó thì những cái tài liệu như thế nào và được chèn vào hay không? Những chiếc hộp đó có phải là một sự sắp đặt không? Một câu hỏi vô cùng lớn. Hãy tưởng tượng nếu một số hộp mà liên bang gửi trong bối cảnh NARA tranh chấp với Trump là những hộp mà DOJ không thể xác minh là ở trạng thái ban đầu như thế nào. Kinh khủng chưa? Đó là những gì mà nó càng ngày nó càng tệ hại. Và đây là bản tin cụ thể là hai cái hộp nó gửi như thế nào nè quý vị. Để tôi illustrate cái điểm mà thật sự cái vụ án của Trump tại tiểu bang Florida là một sự gài bẫy của ông. Một cái cơ quan liên bang đã làm việc với nhóm chuyển tiếp của Trump đã gửi hai cái pallet hộp tài liệu liên quan đến nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đến nhà Mar-a-Lago của ông. Một năm trước khi luật sư đặc biệt Jack Smith đột kích nơi tìm cái tài liệu mật. Ông bị đột kích vào 2020, tôi nhớ ông làm là 2023. Thì không có lý do gì mà chúng ta lại đặt câu hỏi tiếp theo là trước một năm cuộc đột kích. Lúc đó ông Trump chưa có tranh cử tổng thống. Như vậy hai cái pallet này được gửi sao với mục đích gì? Ông Smith đã truy tố ông Trump vào tháng 6 của 2023 vì cáo buộc xử lý sai tài liệu mật một năm sau khi đặc biệt liên bang có vũ trang đột kích Mar-a-Lago để tìm những tài liệu đó. Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp GSA đã đàm phán với nhóm của Trump cả trong và sau nhiệm kỳ của ông về các pallet, các mặt hàng từ nhiệm kỳ của Trump, các email cho thấy. GSA đã thông báo cho nhóm chuyển tiếp của Trump bằng rằng là có 6 cái pallet cần được chuyển từ Virginia đến Florida. Trong email, trong số 6 cái pallet đó, 2 cái pallet được chỉ định gửi đến Mar-a-Lago và 4 cái pallet đến cái lưu trữ tại West Palm Beach. Theo một email xem trước khi cái phí vận chuyển đó, 2 pallet được chuyển đến Mar-a-Lago từ Arlington, Virginia có chứa cái hộp tài liệu. Tôi hiểu rằng chúng tôi đã sẵn sàng giao hàng. Đọc một email được gửi vào ngày 26 tháng 8 của 2021 bởi KD, giám đốc văn phòng danh mục đầu tư và bộ phận thực thi chương trình bất động sản. Trong đó có trợ lý của Trump là Bill Harrison, là người nhận.
Tôi biết rằng ban đầu chúng tôi có 3 cái pallet đi vào khu lo, cái kho lưu trữ. Bây giờ có 4 đi vào kho lưu trữ và 2 đến Mar-a-Lago. Trong cái lá thư tháng 7 của 2021 của Harrison cho biết, các mặt hàng được chuyển từ Arlington đến Virginia đến Florida, Palm Beach, được yêu cầu phải đóng cửa ở văn phòng cựu tổng thống hoặc là những mặt hàng thuộc sở hữu của chính phủ liên bang. Không rõ các pallet nằm trong cơ sở Virginia bao lâu hoặc ai đã tiếp cận chúng và bỏ hồ sơ khác vào đó. Một cái đặc vụ của FBI cho biết trong một cuộc phỏng vấn nhân chứng là GSA đang sở hữu 600 pallet và văn phòng đã liên hệ với phòng 45 để thông báo rằng họ và các bạn biết đấy họ phải đi. Theo ảnh chụp màn ảnh được ghi trên nhà báo độc lập Julie Kelly. Chúng ai? Chúng là ai? Có thể đến lấy chúng hoặc chúng được chuyển đi hoặc làm điều đó tương tự. Cơ quan quản lý hồ sơ NARA cũng đã tham gia vào quá trình chuyển đổi. Nhưng đến tháng 6 của 2021, nhà lưu trữ David Ferriero của NARA đã trở nên thất vọng với tốc độ nỗ lực trị trí của nhóm Trump. Nhằm giải quyết những lo ngại của NARA, một ảnh chụp được đăng trên hồ sơ. Phóng viên đã hỏi NARA liệu cái pallet do GSA vận chuyển có bao gồm những tài liệu sau đó nhóm Colin Smith đã tịch thu ở cuộc đột kích Mar-a-Lago hay không? Vẫn hoàn toàn không trả lời được. Tức là hai cái thùng đó gửi cho nhà Trump và sau đó hai cái thùng đó có bị tịch thu lại hay không? Tức là có khả năng là hai cái thùng này là tụi nó gửi những cái tài liệu mật vào nhà Trump và ông Trump cũng chẳng kiểm về điều này. Ông Trump tin tưởng tuyệt đối vào NARA và sau đó tụi nó lại truy tố ông Trump và đột kích nhà ông Trump và lấy lại hai cái thùng này và cho rằng có những hồ sơ mật. Bà Kelly, một phóng viên, nhận xét NARA đã quấy rối ông Trump trong suốt 2021 vì những gì họ khẳng định là hồ sơ của chính phủ dường như không liên quan đến GSA để khám xét hàng chục chiếc hộp mà họ sở hữu. Joe Biden, người bầu trưng pháp đang thực hiện vụ truy tố của Trump, đã thoát khỏi cái vụ bê bối tài liệu mật của chính ông. Đó là vụ kiện hai tầng là như vậy. Như vậy về cái khả năng và tiềm năng của nó như thế nào? Cái vấn đề đó là vấn đề mà chúng ta thấy là không ai rõ đã truy cập vào những tài liệu quá cảnh từ Virginia. Nhưng đòi đi trở ngược làm có lá thư của ngày 4 tháng 5. Người bào chữa của Tổng thống Trump đã lập luận rằng việc giả mạo tài liệu là làm hỏng toàn bộ dự án của công tố viên đặc biệt. Tôi không hiểu rằng hầu hết và tất cả những tài liệu bị buộc tội đều được chôn trong một hộp nằm bên cạnh các vật dụng khác đã cung cấp cái bối cảnh thuận lợi như thế nào. Họ nói việc làm hỏng bất kỳ những tài liệu được cho là mật nào đó có vấn đề trong trường hợp này sẽ bị loại bỏ khả năng bào chữa về mặt pháp lý, khiến cái vụ việc này phải tranh luận. Cái lý thuyết đằng sau của sự suy luận gian dối là khi một bên đã tiêu hủy cái bằng chứng. Điều đó cho thấy cái bên đó có ý thức về tội lỗi hoặc là có lý do khác để trốn tránh cái bằng chứng. Do đó tòa án sẽ kết luận rằng bằng chứng không có lợi cho cái người gian lận. Làm hỏng tài sản không chỉ là tội phạm của liên bang mà là còn nguy hiểm cho các giấy phép của bất kỳ luật sư thực hiện những hành vi đó, phạm quy tắc ứng xử của Hiệp hội Luật sư của Hoa Kỳ. Làm hỏng bằng chứng, các biện pháp trừng phạt đối với hành vi hư hỏng gồm các vụ kiện chống lại đã người cáo buộc đã phạm tội, bác bỏ các những trường hợp ảnh hưởng. Điều đó đặc biệt đến cái tính hợp lý ở đây là vì toàn bộ câu chuyện dựa trên những tài liệu mà DOJ đã thừa nhận là giả mạo. Có nghĩa rằng là tất cả những cái hồ sơ mà truy tố ông Trump mà nói là ông Trump đang giữ X amount of hồ sơ mật là toàn bộ là những giả mạo về bằng chứng. Tuần trước thì phóng viên cũng đã biết rằng cái luật sư của tòa đốc và Bộ Tư pháp đã hợp tác với NARA để triển khai cái cáo trạng của Trump như thế nào. Bắt đầu cả một năm trước khi FBI đột kích vào nhà của ông Trump Mar-a-Lago. Theo cái tài liệu được phóng viên xem xét của Julie Kelly, theo cái nhật ký của người đến thăm tòa đốc, Just the News đưa tin rằng sự thông đồng của NARA và tàu đốc của Biden có thể bắt đầu vài tuần sau khi nhiệm kỳ của ông Biden. Vì vậy, tất nhiên cái dự án tài liệu mật không xuất phát từ mối lo ngại về hành vi không hợp pháp lý của Trump là hoàn toàn không bị truy tố hành vi tương tự của Biden, như là Mike Pence, như là bà Clinton, James Comey, những người rò rỉ DOJ đã chứng minh về điều này.
Đây là một đòn chính trị ngay từ đầu, sử dụng các cơ quan và nguồn lực có liên quan để bóp nghẹt các đối thủ chính trị hàng đầu của đảng Dân Chủ, lấn áp phiếu bầu của cả nửa một đất nước, nói về một cuộc nổi dậy bầu phổi bầu cử. Các điều kiện pháp luật chống lại Trump có thể được bảo vệ về mặt pháp lý và đạo đức giống như luận tội ông về hoạt động bôi nhọ của đảng Dân Chủ, gán cho ông là một gián điệp của Nga một cách sai trái. Nhiều phương tiện truyền thông đã khẳng định những vụ án tài liệu mật là mạnh nhất trong số 7-8 vụ án của ông Trump. Nhưng mà thật sự, ngày hôm nay, trong tuần này, chúng ta thấy sự biến động của nó là hoàn toàn là không có. Giống như là ông Trump đã kết thúc cái phiên điều trần ở tòa án vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay, Tổng thống Trump sẽ xuất hiện tại New Jersey với cái rally 40.000 người. Một giáo sư tại trường Đại học Georgia nói với tờ báo rằng cái vụ việc hoàn toàn kín đáo. Phố Wall đã mô tả là việc nghiêm trọng và đối chiếu Trump là sự cố ý lưu giữ tài liệu so với bà Clinton là vô tình. Thì đó là những gì mà họ đang cố gắng để thiết lập và cho rằng ông Trump cố ý giữ tài liệu của những người kia là vô tình. Trong khi đó, biên tập của National Review đã gọi vụ án tài liệu mật là vụ án chắc chắn nhất chống lại Trump. Nhưng hoàn toàn là câu chuyện này tới ngày hôm nay là giả tạo khi thật sự những bằng chứng được tạo dựng bởi FBI. Tác giả đặt câu hỏi thật sự, đây cũng chính là những cơ quan sẵn sàng rửa những thông tin sai lệch về Nga từ ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong qua DOJ FBI bằng Spygate hiện đang ảnh hưởng đến 3 chu kỳ của bầu cử. Họ cũng chính là những người nói dối về đất nước Ukraine để bảo vệ sự tham nhũng của Biden bằng một bản luận tội bào chữa đối với Trump. Những người đứng đầu cơ quan trình báo đã nói rằng cái máy tính sách tay của Hunter Biden là thông tin sai lệch từ Nga. Cái điểm này là cái điểm rất là mấu chốt và quan trọng, khi cái điểm này là 47% cử tri gần như sẽ bỏ phiếu khác cho Biden nếu mà thật sự họ biết rằng cái máy tính sách tay của Hunter Biden không phải là sản phẩm từ Nga. 51 nhân viên tình báo cườm cán của nước Mỹ đã ký vào cái tờ giấy đó, trong đó kể cả luôn những nhân vật như là cựu giám đốc CIA trong quá khứ dưới thời của Obama. Tác giả đã phản biện mạnh mẽ cho rằng họ chính là những người đã nói dối tòa án bí mật để theo dõi chiến dịch tranh cử của Trump, sau khi rõ ràng đã thành lập một tình nguyện viện thông qua cái mối quan hệ thông tin tinh vi. Họ chính là những người đã khơi dậy khẩu hiệu Nga Nga bằng cách sắp xếp một cuộc gặp với luật sư của Nga và Donald Trump Jr. mà không cho rằng lãng phí cái thời gian của mình chắc chắn sẽ tạo ra một chu kỳ tin tức bôi nhọ một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, ông Stephen Antonio, người điều hành văn phòng trực địa tại Washington FBI, khi rời khỏi văn phòng giả mạo là những tài liệu dự án của Trump cũng chính người đã bị giám sát bởi FBI gài bẫy ông một cách công tư về âm mưu, bắt cóc, vân vân và nhiều thứ khác nhau. Ok quý vị, bài viết tuyệt vời, bài phân tích tuyệt vời. Như vậy nếu mà thật sự chúng ta trả lời câu hỏi là cơ quan liên bang có tạo ra những tài liệu mật để gài bẫy ông Trump hay không? Câu trả lời yes, 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 nắng yes, 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 100% về điều này. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán trên như là trở lại chương trình của chúng ta, và chúng ta sẽ trở lại một bản tin khác cũng liên quan đến vụ án của Trump, đến con mụ Fannie Willis. Con mụ này là con mụ mà đang gặp rất là nhiều rắc rối, là bởi vì sau cái sự kiện bà này đã trả tiền cho bồ của bà là Nathan Wang, và vụ án rắc rối này sẽ tiếp diễn như thế nào. Tòa phúc thẩm Georgia sẽ xem xét kháng cáo của ông Trump về vụ án biện lý quận Fannie Willis. Đó là chúng ta đã nhận được thông tin trong tuần. Nhưng mà thật sự là cái vụ án này có thể hủy bỏ hay không nếu mà tòa phúc thẩm ra phán quyết loại bỏ bà Fannie Willis. Đây là cái điểm mấu chốt được bản tin họ đang muốn đưa cho chúng ta. Tòa phúc thẩm Georgia đã xem xét kháng cáo của Tổng thống Trump về phán quyết cho phép biện lý Fannie Willis tiếp tục là công tố viên chính trong vụ kiện bầu cử của tiểu bang. Vì câu trả lời nếu ông Trump thắng cử, vụ kiện chống lại ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa có thể kết thúc khi chiến dịch vận động luật pháp của đảng Dân chủ tiếp tục thất bại trước cuộc bầu cử. Vào tháng 3, thì thẩm phán Scott McAfee của quận Fulton đã xác định bà Willis, công tố viên, phải đối mặt với hai thứ tiết là không có mối quan hệ không phù hợp với lại công tố viên đặc biệt Nathan Wang, có thể tiếp tục lãnh đạo nỗ lực chống lại Trump khi mà Nathan Wang từ chức.
Thẩm phán đã phán quyết rằng Bullock có thể ở lại về việc miễn là Nathan Wang rút lui cuộc điều tra. Sau khi quận Fulton đã trả 650.000 đô la cho ông Wang 2 năm trong cuộc điều tra của Trump. Bullock và ông Wang đã bị cáo buộc chi tiền có vẻ như để truy tố Trump tại những kỳ nghỉ xa hoa đến Bahamas, Aruba, Belize và thung lũng Napa. Các bị cáo trong phiên tòa xét xử chính trị hóa Georgia của Fannie Willis có thể bị loại bỏ nếu mà thật sự họ gần như chứng minh được trên cái tòa của phúc thẩm. Trở lại một cái điểm mà chúng ta cần phải nhắc ở chỗ này. Cái thẩm phán trong cái vụ án của ông Trump tại tiểu bang Georgia là người đóng góp cho chiến dịch tranh cử 2020 của bà Willis. Vì nhớ rõ, cái tòa án này là tòa án vẫn tiếp tục không phải tòa án công bằng cho ông Trump. Nó cũng giống như tòa án tại tiểu bang New York hiện giờ là như vậy. Thẩm phán của vụ án là ông McAfee, người đã quyên góp cho chiến dịch 2020 của Willis, đã ra cái phán quyết rằng yêu cầu bồi hoàn của luật sư quận có thể là bất thường và việc thiếu bất kỳ cái bằng chứng thực tế nào liên quan đến cách dễ hiểu là không chứng minh được bà Willis đã nhận được tài chính của ông Wang. Là bởi vì thẩm phán đã cho tiền, người ta đã thẩm phán phải bảo vệ cho bà Fannie Willis. Thẩm phán tiếp tục cho phép Trump và 8 đồng phạm bị cáo khác, điều mà tòa phúc thẩm Georgia đã chấp nhận hôm thứ Tư tuần này, quyết định nghe lời yêu cầu của Tổng thống Trump về việc loại bỏ bà Fannie Willis. Và đó là những gì mà hoàn toàn chúng ta đang chờ đợi. Như vậy, cái quyết định của tòa án phúc thẩm Georgia đánh dấu một chiến thắng khác cho ông Trump trong tuần này, với chiến dịch tuân thủ cái pháp luật gay gắt nhằm để truy tố ông Trump. Thứ ba thì thẩm phán Alien Cannon cũng đã hoãn dự án của Jack Smith. Như vậy tất cả những dự án bây giờ đổ dồn về, đó là dự án tại tiểu bang New York. Như vậy cái dự án tại tiểu bang New York trong tuần này nó kết luận như thế nào và nó kết thúc như thế nào, tôi sẽ trình bày cho một đoạn ngắn để chúng ta nhìn lại nó như thế nào các bạn. Sau 4 tuần xét xử thì các công tố viên cho rằng phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu tổng thống sẽ kết thúc. Ông Trump bị biện lý quận Manhattan truy tố 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh. Thường là khinh tội nhưng tòa án đã xét xử. Các công tố viên cáo buộc rằng các hồ sơ này được tạo ra để che đậy một âm mưu gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử cho 2016, do đó tạo thành một trọng tội. Trong trường này các lời khai trở nên sôi nổi hơn. Lệnh bịt miệng của Tổng thống Trump vẫn còn hiệu lực, đã ngăn cản ông bình luận về những cáo buộc mới về tính cách của ông. Thẩm phán tòa án tối cao New York John Merchant xét thấy không có lý do nào để thu hẹp cái lệnh bịt miệng này mà cho phép Tổng thống Trump bình luận công khai. Bên cạnh đó, cơ quan phúc thẩm vẫn chưa đưa phán quyết về cái kháng cáo lệnh bịt miệng của bên bào chữa ông Trump. Cũng trong tuần này, bên bào chữa đã hai lần đệ trình kiến nghị yêu cầu tuyên bố một tòa án vô hiệu khi dựa trên lời khai nhân chứng quan trọng, đó là bà Stormy Daniels. Nhưng cái thẩm phán này vẫn bác bỏ hai cái kiến nghị đó. Các bồi thẩm viên sẽ sớm quyết định xem liệu công tố viên có chứng minh được vượt ra sự nghi ngờ hợp lý rằng là ông Trump có liên quan đến cái việc sai lệch hồ sơ kinh doanh như một phần của âm mưu gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử 2016 hay không. Và họ có thể chứng minh được điều đó mà không cần lời khai từ một số nhân vật chủ chốt. Tóm lại, cả một câu chuyện muốn tiếp tục để đi săn tìm phù thủy. Và câu chuyện của ông Trump tại tiểu bang New York đã phơi bày cái nước Mỹ của chúng ta và hệ thống tư pháp đã bị băng hoại dưới thời của đảng Dân Chủ. Và đó là những gì mà chúng ta đã thấy trong tuần qua. Và đó là chương trình của LV News và chúng ta trở lại bản tin của LV News tiếp theo.